Nên cái đấy để lại. Ra đóng đi cửa. Ra đóng cửa cái gì cả? Ăn vọng gì đấy? Cái nào? Cái đấy là đựng gì đấy? Chơi. Trò chơi đâu mà cái đấy đựng cái gì để uống này? Thuốc. Thuốc của ai? Thuốc ăn hết. Thuốc ăn nhỉ? Con ăn uống hết chưa? Chưa. Ăn uống hết thuốc rồi à? Thế khỏi ốm chưa? Khỏi. Rồi khỏi rồi. Bác sĩ khám ở chỗ nào chỉ bác xem. Bác sĩ khám ở chỗ nào này? Kể cho ba nghe cho bác sĩ khám ăn. À, nó đứng nó kể là bác sĩ khám nó ở chỗ nào nào khám mình này khám đâu kể đi ở mũi úi giỏi ở đâu nữa mũi bên đấy nữa đâu nữa đầu nữa tai nữa tai bên đấy nữa thế ở đây có ở ngực có nghe ngực không nghe đấy trong bác sĩ kết luận nào kết luận bỏ bị làm sao? Úi giời, khám cả trong miệng nữa. Úi giời, thế bác sĩ khám nhiều lần không? Thế ân có khóc không? Bác sĩ khám con khóc không? Không khóc. Không khóc thì bác sĩ có hút mũi không? Có hút mũi gì? Hút mũi. Hút có đau không? Đau. Đau. Thế có sợ không? Sợ. Sợ. Úi dạ, gì mà sợ. Thế anh xuống học bài đi. Sách của anh hôm qua mua đâu rồi? Có đi mua sách đâu mất rồi? Ở trên tầng á. Anh ra đóng cửa kìa. Coi gì thế à? Đóng cửa kính rồi mà, đúng không? Rồi, giỏi. Cảm ơn con. Con ra con học bài đi, cái sách nhà sách ông ấy kìa, người cha nhân hậu kìa. Cứ vặn cái đấy, vặn ở đây làm gì? Vặn cái đấy làm gì? Vặn cái đấy để làm gì? Chơi. Chơi cái đấy, cứ vặn suốt đi. Làm sao? Con thu đi. Úi dạ. Không. Úi dạ. À kể cho ba nghe xem con có mèo ở đâu. Con có mèo ở đâu. Úi dạ cái mắt kìa. Úi dạ. Úi dạ. Mắt kìa, nhỏ. Mắt nó lừ kìa, nhỏ. Cái áo ấy nha, cái áo ấy nóng lắm. Em sẽ kể xem mà con cú mèo nó đâu rồi. Cái gì? Thuốc của ốc uống rồi á. Thuốc con đâu? Uống được đây. Ốc uống thuốc gì? Uống thuốc đây. Uống được đây. Úi dạ. Thế có tự uống không hay là phải đút? Hay phải dùng xi răng? Không xi răng đâu à? Thế con uống thế nào? Tự uống à? Không cần muốn uống à? Hay lấy xi răng uống? Có lấy xi răng uống không? Có lấy xi răng uống không? Không uống xi răng à? Bà vô đi tìm cái xu mở đi. Lấy xanh gì đây? Xanh gì? Chữ xu. Chữ xu, xanh đêm gì có chữ xu? Xanh
Thế nên là cô công chúa gì cô suy chú. Chú su bên sách này này. Bên này mở bên này không có chú su không? Đâu chú su bé đâu chỉ bác xem nào. Nước mẹ bé chú su bé đâu? Chú su bé có còn lừa đâu, nhanh lên. Nhìn thấy chưa? Tìm thấy chưa? Cô giáo làm sao? À, nãy đi lễ gặp cô giáo à? Cô giáo bảo sao? Cô giáo bảo ăn làm sao? Biêu làm gì đấy con? Vẽ cái gì? Ngẩng mặt đi bác xem nào. Vẽ gì đây? Người để bàn vẽ như để vụt đất thì vẽ à? Để lau nhà. Lau nhà cho nó sạch nhà gì? Bẩn áo mình nhỉ. Làm gì đây? Làm gì? À tự ấy hả? À? Rồi nhưng đang có bỉm rồi đấy. Đang có bỉm rồi sao ngồi được? Đang mặc bỉm rồi thôi. Mặc bỉm rồi. Làm gì đây? Ăn ngồi bô làm gì đây? Cô giáo dạy hả? À? Cô giáo dạy ngồi hả? À? Quần á. Mặc vào. Kéo lên. Quần trời kéo lên. Mới được có một ống ở ống bên kia nữa cơ mà. Lộn rồi, lộn làm gì nữa? Làm gì đây? Ngày kia đấy bẩn đấy. Biêu làm gì đấy con? Vẽ cái gì? Thế sau này đi học giáo lý lại không đi học mà lại chạy ra ngoài. Hả? Nhớ mẹ. Nhớ mẹ. Nhớ mẹ, lần sau đi học giáo lý là mình phải ngồi học nhá. Nhớ chưa? Cái này chị giáo lý viên chị ra thì bảo vào xong cô vào. Ngày mai có đền mình bao cho con đi. Bao con mất đất thì kiến nó vào. Bao không có tiền. Bao không có tiền thì bao con đền đi. Ừ, hết tiền rồi. Hết tiền con đền. Thế nhớ tuần sau đi học giáo lý là phải vào lớp học nhá, không được bỏ ra ngoài nhá. Nhớ chưa? Thế này này chị giáo linh viên chị gọi vào có vào không? Sao không vào? Thế thì không vào thì làm sao mà học, không học giáo lý làm sao mà mình tốt được. Giáo lý học nó dạy mình tốt mà. Người ta dạy mình làm người tốt mà. Ông biết hôm nay có một con nhện. Thế rồi bà ăn này bà xong chưa? Rồi bà cất cái bô đi. Làm gì? Thôi cất bô đi.